I'm at the Nha Trang Ocean Museum here. The cloud fish. That's a grouper. That's lobster. White tip rib shark. Surgeon fish. Wow. That's a coral.
sa màu đỏ. Thì ở đồng loại ở Trường Sa thì nhưng mà cái lượng cái được rất là ít và sa màu đỏ rất là xa. À, bạc hồ. That's a damn so fish. Sapporo. That's a sea urchin. Glasses.
giant clam. This is a sea cow.